Nhắc kỳ gõ ngõ ngày 23 tháng chín. Chủ đề là chung chính tổ của Lambeth và Công Vết. Chính tổ là quan trọng, can thiệp chính tổ là quan trọng, chính tổ và can thiệp là quan trọng cho làm việc và công việc. Bốn cái làm việc và công việc là quan trọng. Tôi là mô nào tôi là ảo ảo make ảo tôi là nhà rồi là trà thủng. Tôi sẽ nói về bốn cái quan trọng cho làm việc và công việc. Đó là muốn ăn ao nhà và giao thông. Do nhuôi ra gắn chết bốn bốn cái ô hiện tại, cuộc sống hiện tại chúng ta làm việc và công việc. Can thiệp là quan trọng, can thiệp là một cái quan trọng thứ nhất. Và chính tổ cho làm việc và công việc là quan trọng, nên chúng ta phục chúng ta phát triển kỹ năng công nghiệp, chúng ta học bổ sung công việc là quan trọng. AI có thể giúp chúng ta có trình độ cho làm việc và công việc. AI có thể giúp chúng ta có trình độ cho làm việc và công việc cho cuộc sống. Tôi đã nói về trình độ và can thiệp cuộc sống, nhưng mà khi tôi đang nói từ phát thanh không tốt nhất, nên nhất
Ngày 23 tháng 9, tôi làm về công việc và kỹ năng. Hôm nay tôi xuống nhìn về những vấn đề xoay quanh công việc và kỹ năng, đặc biệt là bài chỗ của các yếu tố này trong cuộc sống hàng ngày. Công việc và kỹ năng là những yếu tố anh được chúng ta phát triển công ty cả mà cả công thông. Tại sao kỹ năng và trình độ lại quan trọng trong công việc? Kỹ năng và trình độ là chứ không thể chịu chi nói đến công việc. Sung sướng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và chính xác. Khi muốn ngồi cô kỹ năng xuyên mộng, cô của ta là ứng dụng xuống vào thực trạng trước công việc trên và số sẽ và hiệu quả họ biết chưa kỹ năng của sinh thổ có thể làm căn cho sự phát triển trong công việc và thậm chí là trong cuộc sống. Trong một thế giới đang phát triển không dùng, công việc này cần yêu cầu những kỹ năng mới từ kỹ thuật số đến từ chuỗi sáng tạo. Những người có khả năng thích ứng và phát triển các kỹ năng mới sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc kiếm tiền, việc làm và tăng trưởng trong thu nhập. Công việc và kỹ năng giúp chúng ta phát triển như thế nào? Công việc không chỉ giúp chúng ta thêm sống mà cũng là cách để chúng ta phát triển bản thân. Khi làm việc, chúng ta lên luôn và cải thiện các kỹ năng vận dụng quản lý thời gian giao tiếp và tư duy phát triển. Những kỹ năng này sẽ không chỉ áp dụng cho công việc mà cũng trong cuộc sống hàng ngày. Ôi dạ, xung quanh công việc chúng ta có thể học hỏi từ những người xung quanh, tiếp từ những kiến thức và kinh nghiệm mỗi chư đồ nâng cao bản thân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Công việc là quan trọng, nhưng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân chất thân trẻ tôi chỉ sư vàng dọn và áp lực trong công việc có thể làm hành đến sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta đi về về và quản lý tôi giảm dần căng thẳng và dần tôi giảm cho chân dinh đảm bảo là bố không quan trọng có nhiều các chế đất trước sư khăn ban ngày sang hàng như thế như thầu giá một lịch trình không lý về các nơi không vội những nhiệm view không cần thiết và chung sẻ tâm trẻ các hoạt động sư diện như tháp thể dục tốc san phúc triển bài cho của không nhẹ và ai trong công việc là gì bôi sự phát triển nhận chung của không nhẹ và ai không biết truyền thống bằng phi tài chế trong khi những công việc này đang rất chào ra hoặc không nhẹ giúp chúng ta làm về sự quả để chúng tôi gian và tăng nhanh số từ nhẹ cũng đặt các thức rồi những ai ai cũng thích thích ứng vui sư tài tôi chúng vui căn này về khúc khôi và phát triển các kỹ năng liên quan về không nghe cho nên quan trọng hơn bao giờ hết những kỹ năng này không chỉ giúp chúng ta chưa vùng vị trí trong công việc mà cũng mô là những cơ hội môi trường các nhân công nghiệp mới nổi kết luận công việc và kỹ năng không chỉ là nền tảng cho sự phát triển cá nhân mà còn là yếu tố quá trình sự tiến bộ của các xã hội, việc lần luyện và phát triển những kỹ năng mới, đặc biệt trong tôi dạy, đại đại tôi đại được công nghệ số sẽ giúp chúng ta không chỉ thích nghĩ mà không vùng 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 lẫn trong một thế rồi đại thay đổi sống.
Nó rất